Israel tuyên bố phát hiện đường hầm của các thủ lĩnh Hamas. Israel nói phát hiện hệ thống đường hầm được sử dụng bởi các thủ lĩnh Hamas, trong đó có những người lên kế hoạch tấn công nước này hôm mùng 7 tháng 10. Quân đội Israel hôm 20 tháng 12 đăng video về hệ thống đường hầm rộng lớn kết nối những hầm trú ẩn, văn phòng làm việc và nơi ở của các thủ lĩnh cấp cao Hamas ở giải Gaza. Phát ngôn viên quân đội Israel Peter Lerner nói, Hệ thống đường hầm này bao quanh quảng trường Palestine ở Gaza City và do các thủ lĩnh cấp cao Hamas, trong đó có Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar và Mohamed dip sử dụng để điều hành lực lượng. Sinwar và dip là những người bị Israel cáo buộc đứng sau kế hoạch tấn công nước này hôm mùng 7 tháng 10. Quân đội Israel mô tả hệ thống đường hầm này thuộc tổ hợp công trình cả trên mặt đất và dưới lòng đất, được sử dụng như trung tâm chỉ huy các cánh vũ trang và chính trị của Hamas. Theo Avi tuyên bố hệ thống đường hầm kết nối quảng trường Palestine với hai bệnh viện Trantisi và Ansifa. Lực lượng Israel giữa tháng trước đột kích bệnh viện Ansifa và cáo buộc Hamas đặt trung tâm chỉ huy bên dưới địa điểm này. Hamas và giới chức bệnh viện Ansifa bác bỏ cáo buộc. Theo Avi nhiều lần tuyên bố phát hiện các hệ thống đường hầm do Hamas sử dụng ở giải Gaza. Quân đội Israel cuối tuần trước công bố hình ảnh về đường hầm lớn nhất của Hamas ở giải đất được thiết kế để dẫn xe chở các tay súng tới thẳng cửa khẩu biên giới Erez với Israel. Xung đột ở giải Gaza bùng phát sau khi Hamas bất ngờ tấn công lãnh thổ Israel hôm mùng 7 tháng 10, khiến khoảng 1.140 người chết. Với cam kết tiêu diệt Hamas, Israel liên tục tập kích và mở chiến dịch trên bộ ở giải Gaza, khiến ít nhất 20.000 người chết, theo số liệu cơ quan y tế khu vực.